Thậm chí ngay cả chuyện Trần Lâm hồi kinh cũng đã bị họ phát hiện. Nếu như... Đại nhân đừng lo lắng, Ngũ Tử Hãm không đảo ngang bằng mấy trăm tinh binh, bảo vệ Trần Lâm hồi kinh nhất định không có chuyện gì. Tại sao là có quan binh canh giữ ở chỗ này? Quan đạo quan giả này có chuyện gì lớn lao đâu? Để thấy bọn họ ăn no không có gì làm rồi. Không đơn giản vậy đâu. Tư ca, ra phía sau báo một tiếng đi. Các ngươi qua đây, chấp nhận tra hỏi đi. Vị trưởng quan này, chúng tôi là người qua đường. Bổn quan phụng lệnh truy bắt khâm phạm triều đình, bất cứ người nào cũng phải tra hỏi. Nếu như bọn ta không tiến về phía trước thì sao? Cũng đều phải tra hỏi. Nếu như bọn ta không cho tra hỏi thì sao? To gan, các ngươi dám kháng cự sao? Bổn tòa sẽ ra lệnh bắt các ngươi giao cho quan phủ. Dựa vào các ngươi không làm được đâu. Ngươi quá đã. Các ngươi là quan sai nơi nào? Điều này ngươi không cần biết. Nơi này cách thành Khai Phong không xa, chắc là thuộc kiểm soát của Khai Phong. Nhưng các ngươi không phải là người trong Khai Phong phủ. Sao ngươi biết bổn tọa không phải là người của Khai Phong phủ? Nếu như phải thì ngươi sẽ nhận ra ta. Hả? Ngươi là ai? Thì dễ tỏa tiền của bao đại nhân Khai Phong phủ, Triệu Hổ. Hay lắm, bọn ta đang đợi ngươi đó. Lên! Biết các ngươi không phải là quan binh thật sự, quả nhiên ta đoán không sai. Người ta cần là người ở trong xe ngựa kìa. Biết điều thì mau rời khỏi đây, như vậy còn giữ được mạng sống của mình. Nếu các ngươi không phải là người của quan phủ, chắc là đến từ giang hồ. Nhưng mà nếu ngươi biết bọn ta là ai, e rằng không dám nói như vậy rồi. Hả? Các hạ là ai vậy? Cẩm Mau Thử, Bạch Ngọc Đường. Ngươi không cần nhìn nữa, Ngũ Thử Hãm không đảo đều ở đây. Ngươi còn muốn cản bọn ta không? Năm vị đều là hào kiệt giang hồ, sao lại dấy vào ao nước đục của quan phủ? Tại hạ được người ta phó thác, xin năm vị đừng xen vào. Ngươi sai rồi. Sự việc này Ngũ Thử Hãm không đảo phải xen vào. Tốt nhất ngươi hãy cho bọn ta qua, nếu không có bản lĩnh thì cứ giữ bọn ta lại. Tại hạ nhận tiền thì phải tiêu tay cho người ta, không cản tài lộ là quy tắc trên giang hồ. Sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau mà. Không, tha người như ngươi chỉ biết nhận tiền làm việc, không biết thị phi trắng đen, thật ra là bại hoại trong giang hồ, có ai muốn gặp lại ngươi chứ? Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt nha. Bạch Mẫu chính là người có tính khí này đó. Ngũ Thử các người có giỏi cách mấy cũng chưa chắc địch lại người đông thế mạnh của bọn ta. Ngươi cứ thử đi. Được, không được để lại tên nào, giết hết cho ta. Giết. Thank you.
cái gì? Không cản được Trần Lâm mà. Nô tài đáng chết. Ngẩng đầu lên đi. Bao Chưởng chẳng qua phái hai người đi đón Trần Lâm thôi, vậy mà ngươi cũng không cản được sao? Nô tài không ngờ Bao Chưởng lại phái người trong giang hồ bảo vệ. Người của họ gió công cao cường, người của nô tài thật ra không phải đối thủ của họ. Người giang hồ. Không ngờ Bao Chưởng còn thông đồng với người trong giang hồ. Coi bộ ông ta đã cho chuẩn bị từ trước. Bây giờ Trần Lâm đang ở đâu? Hắn đã vào Khai Phong phủ rồi. Hả? Đại nhân có đối sách chưa? Khâu Châu, Tần Phụng, Dư Trung, thêm vào đó là bà mụ Du Thị. Vụ này liên quan tới bốn mạng người. Bây giờ không còn là vụ án minh oan của nương nương nữa, mà là vụ án liên quan đến người vô tội. Sáng sớm ngày mai, bổn phủ sẽ gặp bác Dương gia bắt đầu điều tra. Chạy đi đâu? Đại nhân, xin ở lại trong này, đừng ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Có thích khách. Đứng lại, đứng lại. Có người vào phủ hành thích sao? Lão phu nhân yên tâm, có chúng tôi mà. Lão phu nhân, Trí đại nhân đã ở bên ngoài, không ai có thể xông vào đâu. Canh giữ ở đây. Dạ. Các ngươi không được như ý muốn đâu. Hả? Người đến hành thích là ai? Nhằm vào người nào? Hồi đại nhân, có mười mấy người mặc áo đen đến đây, chia ra phương hướng khác nhau. Rõ ràng họ đã có chuẩn bị trước. Mục tiêu có lẽ là lão phu nhân và Trần Tổng quản. Bọn họ muốn sát nhân diệt khẩu, để sự việc chết không đôi chứ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bạch Ngọc Đường đang ở đây. Hả? Các ngươi đừng hòng dỡ kế điều hổ ly sơn. Bảo vệ Bao đại nhân, ở đây giao cho ta. Đi. Các ngươi còn chờ gì nữa? Ra tay đi. Ai đó? Ta đây. Đại nhân, tình hình bên ngoài sao rồi? Trưởng hộ vệ Trương Long Triệu Hổ đang bảo vệ lão phu nhân. Bạch Ngọc Đường đang ngăn cản thích khách ở ngoài cổng phủ. Tại sao các ngươi không dẫn người đến giúp một tay? Bạch Ngọc Đường sợ thích khách điều hổ ly sơn bất lợi cho đại nhân, thuộc hạ đã cho nha dịch canh giữ bên ngoài thư phòng rồi. Như vậy là họ muốn liều một phen. Bọn sát thủ nhân tiền làm việc như các ngươi thật ra là bại hoại trong giang hồ. Hôm nay gặp Bạch Ngọc Đường này, coi như các ngươi xui xẻo. Triệu mổ không muốn gây án mạng, các ngươi bỏ vũ khí đưa ta chịu trói đi, biết đâu được miễn tội chết. Đây nương nương phải kinh sợ. Ai già không sao? Có phải là người của ả phái đến không?
Thích Khách là sát thủ được người ta thuê, nhưng không biết người nào sai khiến. Không sai đâu, nhất định là Thái Hậu sai khiến. Nếu không không thù không oán, tại sao lại ra tay với chúng ta? Tuy nói như vậy, nhưng không thể chứng minh. Vì vậy, chứng tỏ Thái Hậu đối với thân phận của nương nương không những chỉ là nghi ngờ mà đã khẳng định. Chẳng lẽ ở trong cung ả đã nhận ra sơ hở? Công tôn tiên sinh có nhận xét gì? Đại nhân, học trò nhận thấy bất kể Thái Hậu làm sao biết được thân phận thật sự của nương nương, trước là cho người cản đường giết hại Trần Công Công, sau đó cho người đến phủ nha hành thích, đã hiện rõ ý đồ bất chấp thủ đoạn của Thái Hậu chính là ngăn cản đại nhân và trần vụ án Ly Miêu tráo thái tử. Không sai. Nếu như không mau chóng xét xử vụ này, e rằng sẽ có rất nhiều thủ đoạn kịch liệt xảy ra. Đúng vậy. Nương nương, ở trong phủ nha có Triển Hậu Vệ và Bạch Ngọc Đường có thể bảo đảm an toàn. Ngày mai Bao Chứng sẽ cùng với Trần Công Công đến gặp Bát Dương gia. Vụ này nếu như muốn điều tra thuận lợi, minh quang triệt để, nhất định phải có Bát Dương gia. Nếu không, những điều trở ngại khác sẽ liên tiếp xảy ra thôi. Bao đại nhân, vất vả cho Trần Công Công. Không, sự việc trong thư Bao đại nhân đã nói có liên quan trọng đại. Cho dù nhà ta vượt suối băng rừng cũng phải lập tức đến đây mà. Chỉ là trên đường còn có người mai phục để cho Công Công sợ hãi. Không sao, có năm vị anh hùng hãm không đảo bảo vệ, nhà ta rất an toàn. Bao đại nhân, vị đó là... vị đó đang ở Khai Phong sao? Hơn nữa, đang ở trong phủ nha. Bao đại nhân, có thể cho Trần Lâm lập tức đến đó bái kiến không? Đừng vội, lão phu nhân đang nghỉ trưa, Công Công cũng nên nghỉ ngơi một lát. Lát nữa bốn phủ sẽ cùng Công Công đến đó thăm dân được không? Nhà ta xin chờ thông báo của Bao đại nhân. Trước lòng triệu hổ. Đại nhân, đưa Trần Công Công đến phòng khách nghỉ ngơi, đồng thời mời Ngũ Nghĩa Hãm Không Đạo đến đại sảnh nói chuyện. Dạ. Tạ ơn Bao đại nhân. Mời. Đại nhân, bây giờ Bạch Ngọc Đường đã đưa Trần Tổng Quản an toàn về kinh thành. Đại nhân có thể đưa ông ấy vào cung diện thánh. Chưa, thời cơ chưa đến. Sau khi giải quyết xong chuyện của lão phu nhân, mời đi cũng chưa muộn. Dạ. Khấu kiến Bao đại nhân. Năm vị đứng dậy đi. Tạ Bao đại nhân. Trần Công Công đã về đến kinh thành, năm vị đã có công lớn. Bao đại nhân đã ra lệnh, quân đệ thảo dân không dám không tuân. May là nhân chứng không sao. Bao đại nhân, Bao đại nhân có biết người phục kích cản đường là do ai sai khiến không? Trần Công Công là nhân chứng trong một vụ án lớn bổ phủ đang điều tra. Người sai khiến phục kích đó dĩ nhiên là có liên quan vụ này. Chỉ là bây giờ còn là giai đoạn điều tra, bổn phủ không tiện thô lộ. Bao đại nhân xử án, nếu có điều gì cần tới huynh đệ thảo dần, cứ việc căn dặn. Huynh đệ thảo dần sẽ làm hết sức của mình. Phải rồi, Bao đại nhân chỉ cần căn dặn là được rồi. Không dám làm phiền năm vị. Vụ này liên quan nhiều người, năm vị không tiện tham gia. Bao đại nhân xem thường huynh đệ thảo dân quá rồi.
Nếu chúng tôi tham gia, bảo đảm giúp đại nhân phá án lập tức. Nhị đệ, không được vô lễ. Nhị ca, bao đại nhân không cho chúng ta tham gia chuyện này chắc là có nguyên do. Chúng ta cứ tuân theo là được rồi. Không phải bổn phủ không nhận tình. Chỉ là năm vị tham gia tuy có thể giúp ích trong vụ án, nhưng có khả năng vì điều này mà bị chú ý, ngược lại còn gây cản trở, đồng thời cơ chưa thích hợp. Bao đại nhân, có thể nghe Ngọc Đường nói một câu không? Mời nói. Trần Công Công trên đường hồi kinh, đối phương phục kích không thành, e rằng sẽ có lần sau. Tuy Trần Công Công đang ở Khai Phong, nhưng vẫn còn nguy hiểm. Nếu như giữ lại một mình Bạch Ngọc Đường âm thầm bảo vệ, vừa không cản trở bao đại nhân điều tra, vừa bảo đảm an toàn cho nhân chứng, làm như vậy không phải lưỡng toàn kỳ mỹ à? Vậy đại nhân, Bạch Ngũ Hiệp nói rất có lý. Tuy Triển Hộ Vệ đang ở trong phủ, dù sao cũng không thể phân thân. Nếu như có Bạch Ngũ Hiệp giúp đỡ, chắc là sẽ không sao. Đại nhân cũng có thể chuyên tâm điều tra, không lo lắng về sao. Công Tôn tiên sinh nói rất đúng. Nếu đã như vậy, Bạch Ngọc Đường hãy ở lại đi. Tạ bao đại nhân. Lão Ngũ à, đệ thật sự không có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng đệ ở lại một mình, bọn ta phải trở về Hãm Không Đảo. Chuyện náo nhiệt gì cũng không được xem. Đúng vậy, chúng ta cũng không về. Các đệ làm cái gì vậy? Ngũ đệ ở đây để giúp cho bao đại nhân điều tra, bọn đệ ở lại để làm gì? Ngũ đệ ở lại đây không những có thể giúp đỡ bao đại nhân, với bản thân cũng tốt mà. Không ngờ Từ Tam Hiệp có cái nhìn thấu đáo. Bao đại nhân muốn Bạch Ngũ Hiệp đoái công chuộc tội, bảo vệ Trần Công Công vào kinh. Nếu như vẫn có thể bảo đảm an toàn cho ông ấy, sau này đại nhân ở trước mặt hoàng thượng cũng tiện ăn nói hơn. Công Tôn tiên sinh, Bạch Ngọc Đường làm như vậy không phải chỉ vì đoái công chuộc tội. Sau khi trò chuyện với Triển Chiêu mới biết được nguyên nhân đi theo bao đại nhân của hắn. Nam Hiệp có thể trừ nghĩa đầu quân quan phủ vì sự công chính thanh liêm của bao đại nhân. Tại sao Bạch Mẫu không thể góp chút sức lực? Đừng nói là bảo vệ an toàn cho Trần Công Công, cho dù là dầu sôi lửa bỏng, tại hạ cũng không từ nan. Bạch Ngũ Hiệp hào tình nghĩa cử, Công Tôn Sách khâm phục vô cùng. Ngũ đệ à, có phải đại ca cảm thấy so với trước đây đệ đã khác rồi không? Không sai. Trước đây lúc nào cũng tâm cao khí ngạo, không thích gia nhập hàng ngũ hoàng phủ. Bây giờ xem ra được, đại ca này có thể lấy làm vinh hạnh vì huynh đệ rồi. Tiểu đệ hổ thẹn. Hay quá lão Ngũ, đệ giỏi lắm á. Nhị ca này không có lôi thôi nữa, bây giờ sẽ ngoan ngoãn trở về Hãm Không Đảo liền. Đa tạ nhị ca. Nè, năm vị. Năm vị, để che mắt mọi người, xin Bạch Ngũ Hiệp cùng với các vị rời khỏi phủ nha, sau đó âm thầm quay về. Như vậy âm thầm bảo vệ Trần Công Công mới có hiệu quả. Công Tôn tiên sinh suy nghĩ chu đáo, Bạch Ngọc Đường sẽ làm như vậy. Cáo cáo thượng. Viên kim hoàng nho nhỏ này không ngờ xem là bằng chứng được phong làm hoàng hậu sau này. Đúng là không thể ngờ được. Mẹ nhờ phước con, tuy đây là truyền thuyết
nhưng cũng vô lý quá rồi. Ngày Lâm Bồn vẫn chưa đến, tại sao muội muội suy nghĩ nhiều như vậy? Có thật là sinh được con trai thì hoàng thượng sẽ phong làm hoàng hậu không? À, quân vô hí ngôn, dĩ nhiên sẽ phong. Tỷ nghĩ chỉ cần con của chúng ta bình an chào đời, được khôn lớn khỏe mạnh vui vẻ, như vậy tỷ hài lòng lắm rồi. Tỷ tỷ mang thai trước muội, dĩ nhiên là sinh trước. Vậy thì sau này tỷ chính là hoàng hậu rồi. Bây giờ là nam hay nữ vẫn chưa biết. Cho dù sinh được con trai, được phong làm thái tử thì sao? Chúng ta tình như tỷ muội, con trai của tỷ cũng là con trai muội. Thái tử là do ai sinh ra thì có khác biệt gì đâu. Nhưng dù sao cũng chỉ có một thái tử, cũng chỉ có một hoàng hậu mà. Muội muội, hãy nghe tỷ nói, quyền thế phú quý ai cũng ham, nhưng an tường hoạt lạc quan trọng hơn. Chúng ta may mắn được tuyển chọn vào cung bầu bạn với hoàng thượng, nhưng chúng ta cũng không may đoạn tuyệt lui tới với người nhà. Thân là quý phi, chúng ta không lo lắng gì, hưởng thụ vinh hoa so với rất nhiều người khác đúng là có khác biệt. Muội muội, cho nên chỉ cần chúng ta sống vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, ai là thái tử, ai là hoàng hậu đúng là không quan trọng chút nào. Muội muội, muội nói đi. Nương nương, nương nương, nương nương. Sao rồi? Bọn người giang hồ đó đã đi rồi. Theo phong phủ mọi chuyện bình thường, không có khác lạ gì. Xem ra bọn họ đang mưu tính đối sách, lúc nào cũng có thể hành động. Nương nương, từ đầu đến cuối nô tài đã suy nghĩ lại một lần, thật sự không hiểu bọn họ có thể làm gì nương nương được đó. Ý là gì? Năm xưa là tiên hoàng hạ chỉ ban chết cho Lý Phi, quả thiêu lãnh cung là tổng quản Tần Phụng tự làm mà. Trong chuyện Ly Miêu tráo thái tử chỉ có Khấu Châu tham gia, nhưng Khấu Châu đã xuống cửu tuyền từ lâu rồi. Họ điều tra thế nào cũng không điều tra đến nương nương được mà. Quách què, ngươi đã đi theo Ai Gia 30 mấy năm, vậy mà ngươi không hiểu gì cả. Xin nương nương nói rõ. Điểm mấu chốt trong vụ án này là năm xưa tiểu thái tử bị đánh tráo đang ở đâu? Điều này bây giờ có thể khẳng định rồi. Năm xưa không những Khấu Châu không bóp chết thái tử đem chôn, trái lại còn giao cho Trần Lâm. Sau đó thì hắn đã đến phủ Bác Dương gia. Bây giờ Bác Dương gia lại tham gia vào chuyện này. Nương nương, vậy thì thái tử năm xưa được giao cho Bác Dương gia sao? Nhưng mà chuyện đã qua 20 mấy năm rồi, thái tử cũng chưa từng lộ diện mà. Nếu như tiểu thái tử năm xưa vẫn còn sống trên đời, bây giờ đã được mấy tuổi rồi? 27, 28 tuổi rồi. Không sai, đúng lúc bằng tuổi với hoàng thượng. Chẳng lẽ rất có khả năng. Đừng luôn. Nếu như quả thật là như vậy, không phải là chuyện hay rồi đó. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu trong chuyện. Cách đây 20 năm Lý Phi với Trần Lâm lần lượt trở về kinh thành. Nô tài Trần Lâm cấu kiến nương nương.
Trần Công Công mau đứng dậy đi. Tạ nương nương. Nô tài thu xếp không chu đáo để nương nương lưu lạc dân gian 20 năm trời. Nô tài tội đáng muôn chết, xin nương nương tha tội. Công Công đừng tự trách. Năm xưa nếu không có Công Công liều chết giúp đỡ, A Gia không thể sống đến ngày hôm nay. Tiểu thái tử bây giờ đã trở thành đương kim hoàng thượng. Một khi mẹ con đoàn tụ, kỳ án hiếm có của nương nương sẽ được rửa sạch. Không uổng công nương nương đã nhịn nhục nhiều năm. Nếu không có che chở trường niên của Công Công, hoàng thượng cũng không thể trưởng thành khỏe mạnh, thuận lợi như vậy. Gia tộc Triệu thị nợ Công Công nhiều lắm. Nô tài không dám kể công. Trần Công Công một lòng trung thành, hoàng thượng cũng biết điều này. Nếu không cũng không tôn xưng ông là Công Công A Phụ. Trời ơi, Trần Lâm là một nô tài, có tài đức gì để nhận tôn xưng cao quý này? Trung can nghĩa đảm của Trần Công Công, hậu thế sẽ có lời bình. Bây giờ bổn phủ có rất nhiều điều chưa hiểu, xin Công Công cho biết. Bao đại nhân cứ việc hỏi, Trần Lâm biết thì sẽ nói hết toàn bộ. Được, điều bổn phủ muốn hỏi là năm xưa Công Công phụng chỉ ban cái chết, nhưng lại âm thầm giúp nương nương trốn thoát. Chuyện trọng đại như vậy, tại sao không bẩm báo với bác Dương gia? Bác Dương gia đã biết chuyện Ly Miêu trao chúa, tại sao Công Công còn muốn che giấu chuyện này với ông ấy vậy? Không phải nhà ta không dám bẩm báo bác Dương gia, chỉ là lúc đó tình hình cấp bách, không kịp bẩm báo. Hơn nữa, với tính tình của bác Dương gia, nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Tiền hoàng cơn giận chưa nguôi, không nghe khuyên can, nếu làm như vậy sẽ không có đường lui. Cho nên thật ra nhà ta muốn chờ chuyện này trôi qua mới bẩm báo với bác Dương gia. Không ngờ sau khi nương nương xuất cung đã mất liên lạc, bạc vô âm tín. Tạo quá trêu chọc con người, nào ngờ người tiếp ứng đột nhiên bệnh chết trên đường. Vì vậy A Gia đã mất liên lạc với Tần Phụng. Nương nương không biết đi đâu. Trận quả hoàng ở lãnh cung đã thiêu xác của Dư Trung Giả làm nương nương đến không thể nhận ra. Lúc đó không ai nghi ngờ nương nương vẫn còn sống. Sau khi suy nghĩ, nô tài chỉ còn cách che giấu chuyện này. Trần Công Công, sau đó hoàng thượng kế vị, đại quyền trong tay, tại sao Trần Công Công không tìm cơ hội tấu rõ mọi chuyện năm xưa với hoàng thượng? Hoàng thượng không biết thân thế thật sự của mình, cũng đã coi Lưu Hậu như mẹ của mình. Chuyện đã cách nhiều năm rồi, mọi thứ đã thay đổi. Dựa vào một mình Trần Lâm, làm sao có thể vạch trần chuyện này? Không còn cách nào khác, đành phải cáo lão hồi hương, rời khỏi kinh thành. Đổi lại là người khác, e rằng cũng không thể làm gì. Bốn phủ còn có một chuyện không tài nào hiểu được. Vào đêm nương nương thoát khỏi hậu cung lãnh cung, lập tức bị bốc cháy, chắc không phải là trùng hợp. Chẳng hay Trần Công Công có biết nội tình hay không? Lãnh cung bốc cháy là do Tần Phụng tự thiêu đó. Vậy nghĩa là sao? Sau khi Quách Què khám nghiệm tử thi ở lãnh cung, nhà ta càng nghĩ càng lo lắng. Không ngờ chuyện này lại qua mặt được Quách Què. Cái mạng nhỏ của Dư Trung dù sao cũng không hy sinh quan uổng.
công công còn vấn đề gì không? Giấu được Quách Què tức là hậu cung không ai biết chuyện. Dư Trung đã giả làm Lý nương nương. Vậy thì được rồi, sáng sớm ngày mai thần không biết quỷ không hay sẽ đưa thi thể này ra ngoài hoàng cung. Sau đó thì sao? Giao cho Khai Phong phủ nhận xác mai táng. Vấn đề là nằm ở đây đó. Khai Phong phủ nhất định sẽ nghiệm thi mai táng theo quốc pháp. Dư Trung với hai ta đều là hoạn nhân như nhau, dù sao nam nữ cũng có khác biệt, làm sao có thể che mắt được Ngọ Tác ở trong phủ? Vậy một khi Ngọ Tác phát hiện chân tướng nhất định hồi báo hậu cung. Quách Què vẫn biết chuyện mà. Trời ơi, làm sao đây? Công công, công công có cách gì không? Xuất hiện sơ hở rồi, bây giờ không còn cách nào cả. Mong sao trước khi họ phát hiện chân tướng, nương nương đã thoát thân an toàn. Nhưng mà họ sẽ tìm đến chúng ta đó. Không sai, họ nhất định sẽ tố giác chúng ta, công khai chống lại thánh chỉ, tự ý thả nương nương, e rằng tội chết khó thoát. Tần Phụng à, nhà ta chết không đáng tiếc, chỉ là liên lụy đến ngươi thôi. Không, giúp nương nương thoát khỏi hậu cung là Tần Phụng tự nguyện. Nếu vì điều này mà phải mất mạng, cũng có thể làm bạn với Dư Trung, ít ra không để cho hắn thi sinh quan uổng. Được, hai ngươi đều khiến người ta kính phục. Nhưng tiếc là tuy nương nương đã thoát khỏi hậu cung, lại bị mang tội kháng chỉ bỏ trốn, chắc là không bao giờ có ngày được minh quan rồi. Hạ quan có cách rồi. Hả? Mau nói đi. Ngọ Tác nghiệm thi cần phải có thi thể. Bây giờ cách duy nhất chính là quỷ thi diệt tích. Tùy nói như vậy, nhưng Quách Què đã dặn công công phải trông chừng thi thể. Nếu quỷ thi diệt tích, hắn vẫn tìm đến công công, hơn nữa còn nghi ngờ mục đích quỷ thi diệt tích của công công. Hạ quan dám chắc Quách Què sẽ không nghi ngờ gì, và cũng không thể điều tra. Sự việc trọng đại, công công phải nói rõ cách làm của mình. Canh ba đêm nay hậu cung sẽ có một trận hỏa hoạn lớn. Trong trận hỏa hoạn có hai thi thể cháy đen, một là Lý nương nương, còn một là tổng quản lãnh cung Tần Phụng. Công công, dù sao cũng phải chết, hãy để hạ quan chết có giá trị hơn. Tần Phụng, xin nhận một lại của nhà ta. Công công, chỉ cần công công hứa với hạ quan một điều. Nói đi. Xin công công bảo vệ nương nương một ngày nào đó rửa sạch oan ức, để Tần Phụng với Dư Trung chết không hối tiếc. Tần Phụng để lại cách liên lạc với người tiếp ứng nương nương bên ngoài hậu cung. Đêm đó lãnh cung bốc cháy, nhà ta không dám đến hiện trường vì sợ là không giấu được bi thương. Tuy Tần Phụng đã chết nhưng che giấu được chân tướng, Quách Què không hề nghi ngờ. Ta cứ tưởng chỉ có một mình Dư Trung chết vì Ai Gia, không ngờ ngay cả Tần Phụng cũng
Ai Gia e rằng không bao giờ có thể đền đáp cho họ rồi. Nương nương, báo chứng nhận thấy hai người họ chết rất đúng lúc, chết rất xứng đáng. Nếu nương nương còn ghi nhớ họ trong lòng, chắc là họ có thể nhắm mắt rồi. Trần Công Công, học trò có nghi vấn muốn thỉnh giáo. Mời Công Tôn tiên sinh nói. Bà mụ Du Thị ca mẹ một lứa với Quách Què năm xưa hiện đang ở đâu, Công Công có biết không? Lúc đó nhà ta có âm thầm điều tra, chỉ biết ả xuất cung không lâu thì đã bị người ta cướp của giết hại. Hoàng phủ cũng ghi nhận không sai. Rõ ràng là sát nhân diệt khẩu. Nhưng mà còn có một người cực kỳ quan trọng. Người báo đại nhân muốn nói. Khâu Châu. Đúng rồi, Khâu Châu năm xưa là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng. Hơn nữa trong lúc Ai Gia bị giam vào lãnh cung, lúc đầu ả còn thường xuyên đến thăm, nhưng không bao lâu sau không xuất hiện nữa. Trần Công Công, hiện giờ Khấu Châu vẫn còn sống chứ? Điều này... Trần Công Công, Khấu Châu là mấu chốt trong vụ án này, đối với điều tra trong vụ này giúp ích rất nhiều. Không sai. Nếu như có lời khai của Khấu Châu thì hơn hẳn mọi người. Chẳng lẽ Khấu Châu cũng đã... Bố phủ hiểu rồi. Trần Công Công, tình hình của Khấu Châu liên quan rất lớn trong vụ án, e rằng Công Công không thể không nói. Tuy Khấu Châu tuổi còn trẻ nhưng khiến người ta phải khâm phục. Sau khi nương nương bị đánh vào lãnh cung, hoàng thượng đã sai mê thuật đan dược, khá lâu không đến Kim Hoa cung. Trong ngày mừng thọ của Lưu hoàng hậu, chỉ phái nhà ta đến mừng thọ. Trong lúc rời khỏi Kim Hoa cung, nhà ta đã gặp Khấu Châu. Công Công, ở đây không có ai, Công Công yên tâm đi. Khấu Châu à, nhà ta không phải nói rồi sao, chúng ta đừng gặp nhau để tránh người ta nghi ngờ, sao còn đến gặp ta nữa? Công Công, Công Công, tình thế cấp bách, Khấu Châu không thể không báo với Công Công. Xảy ra chuyện gì nữa vậy? Mấy hôm nay Khấu Châu thường lén đến lãnh cung thăm hỏi Lý nương nương, nào ngờ đã bị Quách Què phát hiện. Hả? Con nha đầu đây thiệt là, đây không phải là phiền phức sao? Vì Khấu Châu không nhẫn tâm nhìn thấy nương nương chịu quốc ước, cho nên... Người hãy mau gặp Quách Què, nhận lỗi thỉnh tội, tùy hắn xử phạt. Chắc là không có chuyện gì đâu. Không, hắn đã nghi ngờ rồi, thậm chí còn hỏi tiểu nữ lúc đó đã chôn thi thể thái tử ở đâu nữa. Hả? Hắn muốn làm gì? Hắn định đào thi thể đó ra để xác nhận lại. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Tiểu nữ đã nói là không nhớ, tùy tiện chỉ ra mấy chỗ rồi. Không đúng, sớm muộn gì cũng bị hắn phát hiện thôi. Khấu Châu hiểu, đến tìm Công Công là muốn Công Công cẩn thận hơn, tung tích của thái tử không được tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên nhà ta không nói rồi. Chỉ là ngươi... Khấu Châu tuyệt đối sẽ không nói. Hắn nhất định dùng hình ép cung. Nếu ngươi không chịu nổi cực hình, không phải là uổng công rồi hay sao? Công Công, tiểu nữ không cho hắn cơ hội đâu. Là ý gì? Tiểu nữ sẽ nhịn, đến khi không nhịn được thì sẽ kiên quyết phủ nhận, dùng cái chết chứng minh để hắn nhận thấy là đã vu oan tiểu nữ. Trời ơi, cái con tiểu nha đầu này. Công Công, phải cố gắng hết sức bảo vệ thái tử khôn lớn thành người. Như vậy Khấu Châu đã mãn nguyện rồi. Khấu Châu à? Công Công bảo trọng.
Khâu Châu chẳng qua là thừa ngự, một thị nữ nho nhỏ trong Kim Hoa Cung, không ngờ lại có khí phách kinh thiên động địa như vậy. Trần Công Công, thật ra sau đó thì Khâu Châu như thế nào? Khâu Châu tuy là có ý chí kiên định, nhưng đúng là cổ khiến ta phải lo lắng. Chỉ sợ cổ chịu không nổi cực hình, muốn chết cũng không được, khai ra tung tích của thái tử. Vì vậy ngày nào cũng đến Kim Hoa Cung nghe ngóng tình hình. Bái kiến Trần Công Công. Quách Tổng Quản có ở trong cung không? Hồi Công Công, Quách Tổng Quản cùng với Nương Nương đang ngắm qua ngự hoa viên đó. À, đây là điểm tâm Hoàng thượng muốn nhà ta đem đến cho Nương Nương. Sau khi Nương Nương hồi cung nhớ chuyển lại nha. Ê, tại sao lại chọn giờ này để quét dọn? Bất cứ lúc nào Hoàng thượng cũng đến đây, nếu làm phiền đến thánh giá sẽ phiền phức à. Hồi Công Công, trước khi đi Quách Tổng Quản đã dặn rồi. Hả? Tại sao vậy? Tối qua có một thừa ngự đập đầu vào cột mà chết để lại vết máu. Quách Tổng Quản đã dặn cần phải lau sạch ngay. Còn có người tự sát trong cung nữa sao? Không phải khiến Nương Nương sợ hãi rồi à? Cho nên Quách Tổng Quản mới đưa Nương Nương đến qua viên để giải khuây đó. Ngươi biết thừa ngự đó tại sao lại tự sát không vậy? À, nghe Quách Tổng Quản nói vì quá nhớ nhà, có ý bỏ trốn, sau khi bị bắt về là chạy tội tự sát. Ờ, ả tên là gì? Khấu Châu. Hay cho một cô gái trung thành can liệt. Lại thêm một mạng sống vô tại hy sinh vì Ai Gia. Ai Gia thật sự nợ họ quá nhiều. Nếu Khâu Châu đã chết vì tự sát, chắc là không tiết lộ tung tích của thái tử. Đúng là như vậy. Nếu Khâu Châu đã chết, họ sẽ nhận thấy không có sơ hở. Hơn nữa âm mưu li miêu tráo thái tử không bao giờ bị vạch trần, vì vậy sẽ không điều tra nữa. Cho nên thái tử mới được lớn khôn và bình an vô sự ở trong cung. Chỉ là bây giờ, không những đã vạch trần lời nói dối 20 năm trước, mà họ còn phải trả giá cho điều này. Trần Công Công, những nghi điểm trong vụ án này đều đã làm rõ, đa tạ Công Công giúp đỡ. À, nhà ta chỉ cần vẫn còn sống trên đời, được chính mắt nhìn thấy kẻ gian bị trừng trị trước pháp luật, cũng không uổng kiếp này rồi. Đồng thời vẫn phải nhờ Công Công làm chân đôi chấp. Trần Lâm chờ nghe lệnh truyền của Bao đại nhân. Bao Khanh. Có thật. Lúc nào mới là thời cơ chín muồi? Hồi Nương Nương, Bao Chỉnh tối nay sẽ nghĩ ra đôi sách, ngày mai sẽ tiến hành điều tra, nhất định phải mau chóng rửa sạch oan ức cho Nương Nương. Được. Nếu không có người ở đây, chắc là Trần Công Công đã bị giết rồi. Chỉ cần Bao đại nhân không chê ta ở lại đây gây cản trở là được rồi. Bao đại nhân đã biết ngươi có thể giúp trong chuyện này, chỉ là ngươi không phải là người trong quan phủ, không tiện mời ngươi thôi. À, vậy Bao đại nhân cũng đã xem trọng Bạch Ngọc Đường này rồi. Nhưng ngươi không để cho người nào sống sót. Đừng trách ta. Cho dù có để cho ai đó sống sót, cũng không hỏi ra người sai khiến đâu. Họ đều là sát thủ nhận tiền làm việc, không cần biết tiền đó là của ai, cũng không cần biết nên giết hay không. Dựa vào chuyện biết chút võ công, người già trẻ con cũng không buông tha. Bọn người này thật ra rất đáng chết.
dù sao cũng là mạng người, sau này nên thủ hạ lưu tình. Hả? Điều này không giống tác phong của người trong giang hồ. Có phải là chịu ảnh hưởng của Bao đại nhân không? Triển Mỗ từng là nhàn dân giả hạc, trường nghĩa trên giang hồ, thích chuyện ân thù, ngày tháng cũng là lưỡi dao giấy máu. Nhưng sau khi quen biết Bao đại nhân, nhận xét về mọi người đã có sự khác biệt. Giống như Bao đại nhân đã nói, mọi người quan trọng, đây là điểm chú trọng nhất khi Bao đại nhân điều tra phán tội. Bao đại nhân có thể nhận xét mọi người quan trọng như vậy, nhưng mà người sai khiến người khác hành thích, e rằng không nghĩ như vậy rồi. Nô tài đáng chết, không ngờ bọn sát thủ đó vô dụng như vậy. Cho nên Lý Phi và Trần Lâm đều đang sống rất tốt phải không? Dạ, nô tài sẽ tiếp tục nghĩ cách. Không cần đâu. Gần đây Ai Gia liên tục mơ thấy Khấu Châu, xem ra ả muốn đòi mạng Ai Gia thật rồi. Vì năm xưa Ai Gia tranh giành ngôi vị hoàng hậu, làm những chuyện trái lương tâm, bây giờ quả báo đã đến rồi. Nương nương, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, không thể vì sự xuất hiện của Lý Phi và Trần Lâm hoặc là Bao Chẩn vốn tay điều tra vụ án trước đây thì đã từ bỏ ngôi vị hoàng hậu không dễ dàng mới có được mà. Không từ bỏ có được không? Dĩ nhiên là được. Nương nương, người đừng quên nha, còn có hoàng thượng đó. Hoàng thượng? Dạ, hoàng thượng đối với nương nương chiếu thảo như mẹ ruột của mình vậy. Đừng nói là Lý Phi Trần Lâm, cho dù Khấu Châu chết đi sống lại, chỉ cần nương nương và nô tài kiên quyết phủ nhận, người hoàng thượng tin tưởng dù sao cũng là nương nương mà. Năm xưa, chuyện Lý nương nương giả chết, thoát ra ngoài hoàng cung, không có cho Dương gia biết là chuyện bất đắc dĩ. Xin Dương gia tha tội. Làm sao bốn Dương có thể ngờ được, trong chuyện này có nhiều uẩn khúc như vậy. Nghĩa cử của Tần Phong và Dư Trung khiến người ta phải khâm phục, khiến cho người ta phải tiếc nuối. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể giữ được tính mạng của nương nương? Hai người đó cầu nhân được nhân, cái đổi được là thiên lý hiện rõ, bao ưng không hay. Không sai. Lưu Thái Hậu và Quách Què bây giờ vẫn cảm thấy chưa có sơ hở, có thể một tay che trời. Nhưng họ không ngờ Lý Phi vẫn còn sống trên đời này. Không, bọn họ không những đã biết, hơn nữa tối hôm qua còn phái người đến phủ nhà có ý hành thích nương nương với nô tài đó. Cái gì? Mai là có Triển Hậu Vệ và Bạch Ngọc Đường ở đó, nương nương bình an vô sự. Sao có thể như vậy được? Họ còn muốn giết người diệt khẩu sao? Đúng là coi thường Dương pháp mà. Được, bổn Dương sẽ lập tức vào cung nói rõ mọi chuyện với hoàng thượng. Dương gia khoan đã. Bao đại nhân, lần trước đại nhân muốn bổn Dương nhẫn nại đợi Trần Công Công hồi kinh rồi mới diện thánh, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, còn đợi gì nữa? Dương gia, Bao Chẩn không phải muốn đợi, mà là cần phải thảo luận đôi sách với Dương gia trước. Sự thật rành rành, bẩm rõ mọi chuyện với hoàng thượng là được rồi, còn bàn đối sách gì chứ? Dương gia, hoàng thượng lúc nào cũng cho mình là con ruột của Dương gia. Nếu như nói sự thật ra, hoàng thượng sẽ như thế nào đây? Bao Chẩn nhận thấy vẫn phải lần lượt tiến hành, uyển chuyển bẩm tấu sẽ ổn thỏa hơn.
không sai. Nếu như muốn hoàng thượng chấp nhận ngay, đúng là có hơi tàn nhẫn rồi. Ngoài ra, hoàng thượng nhân hậu hiếu thảo, đối với Lưu Thái Hậu xem như mẹ ruột. Bây giờ, chỉ trong một đêm, Thái Hậu trở thành hung thủ đã hãm hại mẹ ruột của mình. Đối mặt với cục diện này, nhất định hoàng thượng khó mà chấp nhận, khó mà bình thản. Trần Lâm, có nô tài, hoàng thượng và công tử nhỏ đều do ngươi hầu hạ khôn lớn. Theo nhận xét của ngươi, hoàng thượng sẽ như thế nào? Hồi dưỡng gia, ơn sinh thành và tình dưỡng dục với hoàng thượng quan trọng như nhau. Nô tài nhận thấy, trừ phi Lưu Thái Hậu thừa nhận tội trạng, nếu không hoàng thượng tuyệt đối không nhẫn tâm kháng tội. Muốn ả nhận tội không có dễ dàng đâu. Dương gia, nếu như muốn Quách Què nhận tội, không phải không có khả năng. Bao đại nhân muốn bắt đầu từ Quách Què sao? Đúng vậy. Quách Què có tật giật mình, nhất định không thể cho bao đại nhân truyền đến xét hỏi. Lưu Thái Hậu cũng biết rõ, chúng ta tuyệt đối không thả người. Bao đại nhân làm sao có thể làm cho Quách Què nhận tội đây? Bao chuẩn có kế này, nhưng mà cần phải có Trần Công Công giúp đỡ. Bao đại nhân có điều gì cần đến Trần Lâm cứ việc căn dặn. Nếu dùng kế này, Trần Công Công phải vào cung diện thanh trước. Được. Á phụ. Ngồi đi. Á phụ, người hồi kinh lúc nào vậy? Hồi hoàng thượng, hôm qua nô tài mới hồi kinh. Sau khi á phụ cáo lão hồi hương, trẫm luôn cảm thấy không quen, luôn cảm thấy thiếu cái gì bên cạnh đó. Ngày nào nô tài cũng nhớ tới hoàng thượng. Á phụ hồi kinh là để thăm trẫm sao? Ngoài chuyện thỉnh an hoàng thượng ra, nô tài cũng được người khác nhờ cậy. Hả? Có người nhờ á phụ hồi kinh làm việc sao? Nô tài được người khác nhờ cậy đến Khai Phong phủ kiện cáo với bao đại nhân. Kiện cáo? Bao chuẩn đã thụ lý chưa? Tuy bao đại nhân đã thụ lý, nhưng lại gặp rất nhiều trở ngại. Xưa nay bao chuẩn luôn vì công quên tư, đó là vụ án gì khiến cho ông ấy phải khó xử vậy? Quê hương nô tài có một đôi lão phu phụ, con gái của họ Khấu Châu từ nhỏ đã vào cung làm cung nữ. 20 năm trước, bỗng nhiên chết ở trong cung. Lão phu phụ rất đau buồn. Được nhận di thể, nhưng không được hoàng cung chu cấp. Hiện nay tuổi đã cao, không thể mưu sinh. Biết nô tài từng làm việc ở trong cung, nên đã cho người nhờ cậy. Vì nô tài niệm tình, nên đã đồng ý. Nếu đó là chuyện của 20 năm trước, á phụ, tại sao lúc đó không nhắc đến vậy? Hồi hoàng thượng, ba tánh thôn giả vô tri vô thức. Vừa không dám nói, vừa không biết kiện ở đâu. Bây giờ nếu không phải cuộc sống ép buộc, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nhờ nô tài giúp đỡ đâu. Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Chỉ cần bao chuẩn điều tra rõ sự thật, đưa công văn đến nội thị, sẽ được bồi thường theo quy luật. Bao đại nhân cũng nói như vậy. Nếu như muốn điều tra cho rõ, cần phải truyền gọi nhân chứng, bao đại nhân khó lỡ điểm này. Hả? Chẳng lẽ nội cung không chịu phối hợp? Không phải như vậy. Chỉ là năm xưa, Khấu Châu lệ thuộc Kim Hoa Cung. Bây giờ, Quách Công Công đã theo Thái Hậu Nương Nương chuyển đến Nhân Thọ Cung để làm tổng quản cho hậu cung.
Bao Chẩn lo lắng. Quách Què không vì chuyện nhỏ nhặt này mà đến khai phong phủ phối hợp. Hả? Bao Chẩn trở nên lo lắng như vậy từ lúc nào? Nếu gia quyến cung nữ đã có nhu cầu, Quách Què cần phải phối hợp để điều tra, đến phủ nha một chuyến thì đã sao chứ? Chỉ sợ bên phía Thái Hậu... Mẫu hậu luôn nói lý lẽ mà. Hay là trẫm cho người đến đó thông báo với Quách Què, kêu hắn nhận lệnh truyền của Bao Chẩn đến phủ nha có được không? Tá hoàng thượng. Á phụ hồi kinh ở lại đâu vậy? Hay là trở về hoàng cung ở đi, như vậy trẫm cũng tiện trò chuyện với á phụ. Hồi hoàng thượng, nếu nô tài được nhờ cậy đến đây kiện cáo, ở lại khai phong phủ sẽ thuận tiện hơn. Sau khi giải quyết xong vụ này, sẽ lập tức vào cung hầu hạ hoàng thượng. Ừ, được, trẫm sẽ chờ á phụ vào cung. Nô tài tuân chỉ. Đúng là diệu kế. Hoàng thượng hạ chỉ, Quách Què không dám không đến. Nếu hắn đến đây, nhà ta rất muốn nghe hắn còn có thể nói gì. Tuy Quách Què không dám không đến, bổn phủ cũng có thể đề xuất xét hỏi về vụ án Ly Miêu trao thái tử. Nếu như Quách Què kiên quyết phủ nhận, cũng không thể định tội như vậy được. Cần phải nghĩ cách lấy được lời khai của hắn. Bao đại nhân dám khẳng định hắn sẽ cung khai sao? Bây giờ vẫn còn quá sớm, còn phải chờ xem biên cô. Muốn người đến khai phong phủ phối hợp sao? Sao hoàng thượng lại có chỉ ý như vậy? Đây là kế nhỏ của Trần Lâm kia, để hoàng thượng ngộ nhận, chỉ là để nô tài đến đó chứng minh. Chứng minh điều gì? Chứng minh năm đó Khấu Châu đã chết ở trong cung. Khấu Châu? Nương nương yên tâm, Trần Lâm chỉ là mượn cớ nói gia quyến Khấu Châu yêu cầu bồi thường. Nô tài sẽ cho hắn toại nguyện, giao cho nội thị bỏ ra một ít ngân lượng là có thể giải quyết rồi. Chẳng lẽ Bao Chẩn không lợi dụng vụ này điều tra đến vụ án năm xưa sao? Nương nương cứ yên tâm, nô tài sẽ có cách làm cho Bao Chẩn phải uổng công. Công? Bao Chẩn được xưng là thanh thiên, nổi tiếng xử án như thần, ngươi không được đi mạo hiểm. Ai gia sẽ đến gặp hoàng thượng, xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh, miễn cho người đến khai phong phủ. Không được đâu nương nương. Có gì mà không được? Nếu đô tài không đi, không phải có tật giật mình sao? Bao Chẩn sẽ nhân cơ hội này bị chuyện diễn cớ phát huy, thậm chí ngay trước mặt hoàng thượng nhắc đến vụ án trước đây, trái lại sẽ hợp ý của họ đó. Nếu như người đi, khó mà thoát khỏi bẫy rào trước đón sau trong chuyện tra hỏi của Bao Chẩn. Nương nương, nô tài biết làm thế nào rồi. Một khi Bao Chẩn nhắc đến chuyện Ly Miêu tráo thái tử, nô tài sẽ kiên quyết phủ nhận, dù ông ấy có xử án như thần cách mấy cũng khó mà làm cho nô tài nói ra nửa câu. Nếu như ông ta dùng hình, ngươi không chịu nổi, ngươi cũng sẽ khai ra thôi. Nương nương, Bao Chẩn xưa nay ông ta được xưng là quan thanh liêm, chứ không phải ác quan hở ra là dùng cực hình đánh đập đâu. Nô tài tin ông ta nhất định không dùng hình. Nếu ông ta làm trái thường lệ, thật sự dùng hình, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu ông ta dùng hình ép cung, sau đó nô tài cũng sẽ bác bỏ, ông ta vẫn uổng công như thường. Ai da, vẫn không thể yên tâm. Nương nương, nô tài đến khai phong phủ không mất nhiều thời gian đâu. Nếu như nương nương vẫn không thể yên tâm, nếu sau khi trời tối nô tài vẫn chưa hồi cung, nương nương mới gặp Bao Chẩn đòi người vẫn chưa muộn mà. Được rồi, người nhớ cẩn thận đó. Đa tạ nương nương quan tâm. Nếu nhất định phải đi, thì đừng để Bao Chẩn xem thường ngươi. Hãy dẫn theo vệ sĩ trong cung cùng đi, như vậy cũng oai phong hơn. Dạ. Quách Què cũng có chuẩn bị trước để đến đây.
Muốn lấy được lời khai từ miệng hắn không phải chuyện dễ. Chẳng hay Công Tôn tiên sinh có nhận xét gì? Nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ, Quách Què nhất định không chịu đến. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn truyền hắn đến nữa, e rằng khó càng thêm khó. Theo nhận xét của học trò, nếu trong lúc cần thiết, đại nhân có thể nghĩ đến chuyện dùng hình